Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin mới nhất. Kênh tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì chuyên gia Trung Quốc phủ nhận siêu đập như Tam Hiệp là nguyên nhân lũ lụt. Giới chuyên gia Trung Quốc phủ nhận thông tin cho rằng các con đập như đập Tam Hiệp có liên quan trực tiếp đến lũ lụt tồi tệ ở Hà Nam. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ thông tin từ truyền thông nước ngoài rằng những trận mưa như chút và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc là do hoạt động xây dựng đập tràn lan. Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định những con đập này đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại thảm họa nước. Các chuyên gia cho biết điều mà mọi người nên rút ra bài học từ lũ lụt là nhận thức sự biến đổi của thiên nhiên cùng với các phương tiện nhân tạo để đối phó những tình huống khắc nghiệt. Khi Hà Nam báo cáo có ít nhất 250 người chết trong trận mưa lũ và chưa từng có, thì một hãng tin nước ngoài đưa tin một con đập bị vỡ ở Lạc Dương và nói rằng mối đe dọa lũ lụt gia tăng ở Trung Quốc là do việc xây dựng các con đập và đê, cắt đứt, kết nối giữa sông hồ lân cận cùng với các vùng ngập lũ giúp hút thu nước vào mùa hè. Các chuyên gia Hoàn Cầu Thời báo tiếp cận cho biết việc xây đập và mối đe dọa lũ lụt ngày càng trầm trọng, không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp này của Hà Nam, lũ lụt giống như một hành động đột ngột của tự nhiên. Phu Song Phu, giáo sư Đại học Hà Hải, nói rằng truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề vì trên thực tế, việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực. Theo giáo sư Phu, hầu hết quốc gia đều xây đập, giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Vì vậy, không nên loại bỏ việc xây đập vì một thảm họa hiếm gặp. Do mưa lớn chưa từng có, Cơ quan Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Hà Nam và triển khai công tác cứu hộ ứng phó khẩn cấp cấp độ 3. Khoảng 849 người đã được giải cứu. Lũ lụt kỷ lục ở Hà Nam khiến cho 33 người chết, 8 người mất tích cùng với hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh. Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung của Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp. Mỗi lưu vực có 1.030 con sông với diện tích thoát nước là ít nhất 50 km². Chuyên gia cho biết lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình Hà Nam thấp và dễ bị tổn thương, và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến cho mặt đất dễ bị nhiễm nước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt, vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lịch sử như vậy. Ma Jun, giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường, có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Hoàn Cầu Thời báo cho rằng việc xây đập sẽ có một số tác động đến sinh thái của vùng ngập lũ, nhưng không liên quan trực tiếp đến lũ lụt. Còn giáo sư Phu cho hay, các dự án đập Trung Quốc thường thực hiện đền bù sinh thái, trong đó yêu cầu lưu lượng nước của các trạm thủy điện không được thấp hơn mức xả nước sinh thái bình thường, có nghĩa là nó có ít tác động đến sinh thái. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, các hồ tiếp giáp với sông và vùng ngập lũ là sức mạnh điều tiết của tự nhiên, trong khi con đập đại diện cho sự điều tiết nhân tạo và cả hai nên làm việc cùng nhau để kiểm soát lũ lụt. Mặc dù điều tiết nhân tạo có thể đóng một vai trò nào đó, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ của thời tiết khắc nghiệt đột ngột, do đó không thể bỏ qua tầm quan trọng của điều tiết tự nhiên, Ma Jun nói. Ông giải thích rằng các con đập thường kết hợp nhiều chức năng, bao gồm sản xuất thủy điện, thủy lợi và du lịch. Sau trận lũ lụt thảm khốc năm 1998, Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương dần dần trả lại đất canh tác cho các hồ nhằm khôi phục khả năng điều tiết tự nhiên và ngăn chặn sự phát triển quá mức. Sau sự cố vỡ đập Bản Kiều năm 1975, dẫn đến sự cố vỡ 62 đập ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tăng cường thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý các đập. Các chuyên gia cho biết công nghệ và an toàn đập của Trung Quốc là đẳng cấp thế giới. Mưa to và lũ lụt đã tàn phá dữ dội tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Khu vực Bắc Lào cũng hứng chịu nhiều tổn thất về vật chất do mưa lũ. Thiệt hại về người do đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, trong khi các trận mưa lớn vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương ở tỉnh này. Số liệu từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa công bố hôm nay cho thấy các trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 60 năm qua liên tiếp xảy ra ở tỉnh này đến nay đã khiến 130 người thiệt mạng, 8 người mất tích
hơn 3 triệu người tại 103 quận huyện trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng. Đến nay, Hà Nam đã phải di rời khẩn cấp 376.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm, 215.200 ha cây trồng bị tàn phá, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 187 triệu USD. Sáng nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo mưa màu vàng. Mức báo động thứ 2 trong 4 cấp trên cả nước, trong đó một số tỉnh được dự báo có mưa to đến rất to như Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam, Chiết Giang. Trong khi đó, thì Đài Khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức báo động cao nhất về mưa lớn. Giờ đây, không chỉ thủ phủ của tỉnh Trịnh Châu, của tỉnh này đã bị mưa lũ tàn phá, hàng loạt địa phương khác như An Dương, Hạc Bích, Tân Hương, lượng mưa cũng đang đều ở mức báo động, có nơi nghiêm trọng không kém Trịnh Châu. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được tại thành phố Tân Hương có lúc lên tới 107mm. Do ảnh hưởng của mưa lũ trong 3 ngày, thành phố này đã có 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố tràn nước, khiến 58 xã bị ảnh hưởng. Hai trạm đo mực nước tại đây đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Tính đến 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương, đã có hơn 470.000 người và hơn 55.000 ha hoa màu tại thành phố này bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thành phố An Dương phải ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, tất cả các cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nhà, ngoại trừ lực lượng cứu hộ và những người làm nhiệm vụ. Tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe phải sơ tán vào nơi an toàn. Cùng lúc đó, các chuyên gia Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ truyền thông từ truyền thông nước ngoài, cho rằng những trận mưa như chút nước và lũ lớn ở tỉnh Hà Nam là do hoạt động xây dựng tràn lan của các con đập. Theo các chuyên gia này, các con đập đang đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại thảm họa mưa lũ. Còn tại Lào, mưa to liên tục trong những ngày vừa qua khiến nhiều tỉnh Bắc Lào bị ngập úng, gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như các công trình thủy lợi. Theo đó, tại các tỉnh Luang Nam Tha, Luang Prabang và Pokeo xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã làm mực nước các sông dâng cao, gây ngập lụt diện tích hoa màu, ruộng lúa, khu dân cư và phá hủy nhiều công trình thủy lợi. Chính quyền tỉnh Luang Nam Tha cho biết, theo báo cáo bước đầu thì mưa lũ đã thiệt hại cho hơn 40 hectare đất nông nghiệp bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị sạt lở và hơn 70 công trình thủy lợi khác bị hư hại. Ngoài ra, chính quyền tỉnh này cũng đã lên tiếng phương án di rời người dân ra khỏi vùng lũ trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài. Ngoài Luang Nam Tha, tỉnh Luang Prabang và Pokeo cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ khiến cho một số địa phương ở các tỉnh này bị cô lập hoàn toàn. Ngay sau khi ngập úng xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã có mặt cùng với người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và đường xá. Trong các ngày 2 ngày vừa qua, các tỉnh Siaburi, Siang Khuang và Vientiane cũng trải qua đợt lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người. Có thể nói, đặc trưng khí hậu của Lào từ giữa tháng 4 đến tháng 10 dương lịch là mùa mưa, các tỉnh Bắc Lào thường xuyên xảy ra các trận lũ quét và ngập lụt. Vì vậy, cơ quan khí tượng thủy văn của nước này thường xuyên khuyến cáo người dân cần phải thận trọng, đề phòng lũ lụt xảy ra bất ngờ trong mùa mưa lũ để đảm bảo tính mạng và tài sản. Nước lũ đã tràn vào một trạm tàu điện ngầm đông đúc ở Trung Quốc vào hôm qua. Một số hành khách cố gắng chạy thoát thân trong khi số khác bị cô lập, phải bất lực trú tại các nơi đứng chờ tàu. Trong một toa tàu điện ngầm, nước đã tràn vào và dâng lên đến mắt cá chân, tới eo rồi đến cổ. Những hành khách sợ hãi đã cố vươn lên cao để thở, trong khi số khác thì nâng những người thấp hơn lên cao để oxy bị sụt giảm. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số hành khách chỉ có thể đứng trên ghế và bám lấy trần của toa tàu khi nước lũ dâng cao. Một người đã cố gắng đập cửa sổ trước khi nhận ra rằng nước bên ngoài toa tàu còn cao hơn. Một số người đã quay lại video về thảm kịch, trong khi những người khác gọi người thân hay đăng tải thông điệp cầu cứu. Tôi không thể nói được nữa, một phụ nữ đăng trên mạng xã hội Weibo. Nếu không có cứu hộ trong 20 phút tới, hàng trăm người như chúng tôi sẽ bị mất mạng. Tất cả chúng tôi đều đứng trên ghế và nước đã đến đầu gối. Một phụ nữ tên là Lee. Một số hành khách khác thấp hơn thì bị nước dâng lên đến cổ, cô ấy nói, và cho biết thêm càng về sau thì oxy bắt đầu sụt giảm. Sau khoảng 1 giờ thì toa tàu bắt đầu chìm trong bóng tối và mức oxy lại sụt giảm hơn nữa. Tôi rất sợ hãi, nhưng điều kinh hãi nhất không phải là nước mà là lượng oxy sụt giảm, một người nói với hãng tin Reuters. Sau vài giờ sợ hãi và bất định,
thì những nhân viên cứu hộ đã có thể tiếp cận toa tàu từ trần toa và kéo người ra ngoài. Chúng tôi gõ trên mặt kính một chút trên trần nhà và đột nhiên có không khí. Một phụ nữ giấu tên phát biểu trên đài truyền hình nhà nước CCTV. Hàng trăm người cuối cùng đã được cứu sống tại đường hầm tàu điện ngầm bị ngập lụt ở Trị Châu, thành phố có 12 triệu dân, nằm bên bờ sông Hoàng Hà, tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc. Nhưng cũng có ít nhất 120 người đã được cho là thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong thảm kịch này. Xảy ra sau khi lượng mưa chỉ trong 3 ngày, nhiều hơn trong một năm qua tại vùng này. Đây là thời điểm mùa mưa tại Trung Quốc và lũ xuất hiện hàng năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể khiến tình hình thêm nguy hiểm và cảnh báo thời tiết cực đoan có thể diễn biến thường xuyên hơn trong tương lai. Tại Hà Nam, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người khác đã phải di tản. Một số tuyến đường chính trở thành sông, ô tô cùng với các mảnh vỡ bị cuốn theo dòng nước. Các câu chuyện đau xót đến về thảm kịch tàu điện ngầm cùng với nước lũ dâng cao khắp các tỉnh tiếp tục xuất hiện. Các nhân chứng mô tả sự sợ hãi và hoảng loạn. Lúc bắt đầu thì không có nhiều nước và sau đó nước bắt đầu xuất hiện ngay lập tức. Một phụ nữ trên tại toa tàu điện ngầm bị ngập nói trên trang tin PP Video. Trong vòng khoảng 30 phút thì nước dâng lên đến vai, cô ấy nói. Thật là khó thở, nhiều người đã bị xỉu. Một phụ nữ muốn giấu tên cho biết đã bị kẹt trên 4 giờ và bật khóc khi cuối cùng đã được giải cứu. Có rất nhiều nước tại các nơi mà đứng chờ tàu và nước chảy từ các khe cửa tàu điện ngầm. Một hành khách nói ở Zhubei News, tôi may mắn khi ở nhà, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như sắp bị nước cuốn đi. Wang Qian nói với BBC OSS từ Trị Châu. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra trên khắp tỉnh Trị Châu, trong khi theo dự báo thì sẽ tiếp tục mưa từ nay đến hết tuần. Tất cả chúng tôi đều mong mỏi tình hình sẽ sớm ổn. Cô Wang cho biết, chúng tôi rất sợ hãi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp, nội dung nổi bật trong ngày của kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.